Xin chào mọi người. Báo mọi người tin buồn. Đến hôm nay rồi đó, giờ này 5 giờ rồi đó mà chưa thấy Phú Đại Gia ra tập mới. Cái tập này nè là ra từ 4 ngày trước, 3 ngày trước. Không biết mai ổng ra không, hy vọng là mai ổng ra. Tại đợt trước cũng ngưng 4 5 ngày. Xong ra một loạt mười mấy 20 chương. Đâu, hơn 20 chương. Đâu, 25 chương chứ. Hy vọng ngày mai ra, chứ còn ngày mai là chúng ta cùng nắc cục với lại Phú Đại Gia. Xin cảm ơn bạn Ngay Fan, bạn Tâm Mai, hai bạn vừa tham gia group hội viên. Cảm ơn hai bạn Ngay Fan và Tâm Mai. Phú Đại Gia ở rễ, chương 6862 đến chương 6866. Nghe được lời nói của Âu Dương Tố Tố, nhất thời sắc mặt Long Nhân Xà lập tức thay đổi, trầm xuống. Ngược lại là Bùi Minh bước chân dừng lại, khoát tay áo, anh ra hiệu cho Long Nhân Xà không nên mở miệng, sau đó mới thản nhiên nói ra. Trương Liên Tuyết, ý của ngươi là ta muốn chứng minh sự trong sạch của mình thì phải dựa theo quy trình, dựa theo phép tắc cùng vương pháp, đúng không? Trương Liên Tuyết cười lạnh, không sai, thế nhưng là ngươi có dám hay không? Ngươi một khi không dám, chúng ta liền dám. Vì cái gì mà ta không dám? Bùi Minh trực tiếp ngắt lời Trương Liên Tuyết. Chỉ có điều không phải dựa theo phép tắc của giới thành các người. Đã muốn chơi trò mèo, chúng ta liền phải tuyệt đối công bằng, công chính, công khai. Ngoại trừ giới thành ra, Long Môn, Long Điện, Long Ngục, Long Vệ, bốn cây trụ lớn đều tới. Ta muốn hội thẩm ngũ đường. Các người dám hay không? Nếu như cuối cùng ta Bùi Minh có tội, ta tại chỗ tự đánh chết mình, tuyệt đối không nói hai lời. Nếu như cuối cùng ta Bùi Minh vô tội, vậy ta được thực thi quyền lực của đại biểu Võ Minh Đại Hạ, thu hồi quyền hành của các trụ sở lớn bên ngoài giới thành. Ta muốn ngoại trừ giới thành ra thì người giới thành các ngươi sẽ không còn chút ảnh hưởng nào với ngoại giới. Các ngươi dám cược hay không? Trương Liên Tuyết thân thể mềm mại run lên. Bùi Minh chẳng những tiếp nhận xét xử dựa theo quy tắc, hơn nữa còn muốn hội thẩm ngũ đường, còn đánh cược lớn như thế. Nàng không dám mở miệng đáp ứng, cũng không có tư cách để đáp ứng. Làm sao thế? Sợ rồi sao? Bùi Minh nhếch miệng, làm sao một đề nghị tuyệt vời như vậy, các người sẽ có cơ hội chơi chết ta? Giới thành các người lại như rùa rụt đầu như vậy à? Có phải là đã biết rõ ràng chân tướng việc này, cho nên các người căn bản cũng không dám chơi như vậy, đúng không? Không dám chơi, liền cút sang một bên, ngồi xổm đi. Một đám vớ vẩn. Mắng xong về sau, Bùi Minh quay người rời đi, lười nhác để ý tới đám người giới thành này. Một đám hoàn khố liếc nhìn nhau, từng tên thân thể đều đang run rẩy. Bùi Minh không chỉ là đang vũ nhục bọn hắn, càng là đang khiêu khích bọn hắn. Nếu như bọn hắn không dám nhận, ngày sau giới thành ở bên ngoài có cái mặt bài gì nữa mà hỗn đây? Thế nhưng là một khi tiếp chiêu, thắng cũng liền thôi. Thua thì kết cục kia cũng không phải là giới thành mà có thể tiếp nhận. Mắt thấy Bùi Minh sắp leo lên máy bay trực thăng, Âu Dương Tố Tố rốt cục một hơi cắn nát răng ngà, sau đó lạnh giọng mở miệng. Bùi Minh, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Ngũ đường hội thẩm liền ngũ đường hội thẩm, ta muốn cái công bằng chính nghĩa này chiếu rọi nhân gian. Tốt. Bùi Minh bước chân dừng lại, thần sắc đạm mạc. Người đến là ai? Các người có thể phụ trách mời đến. Tìm người có quan hệ cùng các ngươi cũng không quan trọng. Dù sao một chuyện lớn như vậy, ai dám làm việc thiên tư, người đó sẽ chết không có chỗ chôn. Ta ngược lại muốn xem các người có thể tìm người nào đến đây. Mặt Âu Dương Tố Tố đều kém chút bị Bùi Minh đánh sưng. Giờ phút này nàng nghiến răng nghiến lợi. Ngươi yên tâm, ta tìm người khẳng định có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ta lần này sẽ để cho ngươi chết được rõ ràng, minh bạch. Tiếng nói vừa dứt, Âu Dương Tố Tố quay người rời đi. Hít mắt nhìn xem thân ảnh của nàng, Bùi Minh thần sắc đạm mạc. Đã muốn chơi liền chơi lớn, ai sợ ai. 12 giờ trưa, Yến Kinh, biệt viện Ninh Gia. Ninh Tiêu Giao để máy tính bảng trong tay xuống,
tháo gọng kính trên trán xuống, hơi có mấy phần mỏi mệt, thở dài một hơi. Sau đó, hắn liền chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Chỉ là còn không đợi hắn kịp tắt đèn, liền nghe phía ngoài truyền tới âm thanh ô tô thật to. Chỉ trong khoảnh khắc, đám vệ sĩ trong các góc tối của biệt viện đột ngột xuất hiện, vây chặt một chiếc Jeep Grander thần linh xuất hiện. Ninh Thiếu, là tôi. Vì Thiếu Bân từ bên trên Jeep Grander nhảy xuống, trên mặt đều là vẻ kích động. Ninh Thiếu, mới vừa rồi tôi đã nhận được tin tức mới nhất truyền đến. Môn chủ Lâm Môn đi giải cứu Bùi Nguyên Minh. Nhưng bởi vì Âu Dương Tố Tố đám người bức cung, Bùi Nguyên Minh đã tự mình mở miệng muốn tiếp nhận hội thẩm Ngũ Đường. Ngoại trừ giới thành ra, bốn cây trụ lớn của đại hạ đều sẽ có mặt. Họ Bùi có tội hay là vô tội đều phụ thuộc vào phiên tòa này. Nghe nói như thế, Ninh Tiên Giao thản nhiên nói, người cao hứng cái gì thế? Vì Thiếu Bân đi tới, buông thõng hai tay, nói ra, Ninh Thiếu, cái tên khốn kiếp luôn một mực cùng chúng ta đối nghịch, chết chắc như vậy, không phải là chuyện tốt nhất hay sao? Không nói giới thành, tôi cảm thấy bốn cây trụ lớn kia, ngoại trừ Lâm Môn một lòng đứng tại bên hắn kia, còn lại những người khác cũng sẽ đứng tại bên hắn hay sao? Tại thời điểm hồi thẩm Ngũ Đường mấy chữ này xuất hiện, kết cục của họ Bùi liền đã chú định. Người Ninh Tiên Giao thở dài một hơi, ánh mắt có mấy phần thâm thúy. Vậy ngươi đến tìm ta là vì cái gì? Hạ lệnh cho Long về sau. Vì Thiếu Bân nói nhanh, thế nhân ai lại không biết Ninh Thiếu Ngài là một trong những người được lựa chọn, Long Vệ nhất định phải bảo hộ. Ngài thậm chí có thể quyết định môn chủ Long Vệ đến cùng ai sẽ được thượng vị. Tại dưới tình huống này, còn không mau cho họ Bùi một bài học nhớ đời sau. Ngươi là đang dạy ta làm việc sao thế? Ninh Tiêu Giao điếc nhìn Vi Thế Bân một chút. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, mỗi khi gặp đại sự phải luôn bình tĩnh. Ngươi bây giờ chỉ thấy tử cục của Bùng Minh trong chuyện hội thẩm Ngũ Đường, thế nhưng ngươi lại không nhìn ra sinh cơ của hắn. Sinh cơ sao? Vi Thế Bân khịt mũi coi thường. Dưới tình huống này, sinh cơ ở đâu ra chứ? Ninh Tiêu Giao thản nhiên nói, trên thực tế ta không tin họ Bùi sẽ giết Trần Nhân Huyền, ngươi cảm thấy thế nào? Vì Thiếu Bân hơi sửng sốt một chút, do dự nói, bằng vào những gì tôi biết về họ Bùi trong thời gian qua, hắn xác thực không phải là người này. Ninh Tiêu Giao hít sâu một hơi, nếu ngươi đã nghĩ hắn không có khả năng giết Trần Nhân Huyền, như vậy ngươi còn không đoán ra chuyện này cuối cùng sẽ có hướng đi như thế này hay sao? Vì Thiếu Bân lần nữa sửng sờ, thôi truyền đạt mệnh lệnh của ta. Ninh Tiêu Giao cầm lấy bút lông trên mặt bàn, trực tiếp viết một chữ, sau đó đưa tờ giấy cho Vi Thiếu Bân. Đưa đến cho Long Vệ, bọn hắn hẳn sẽ biết phải làm như thế nào. Vi Thiếu Bân một vẻ mặt không hiểu, nhìn xem chữ trên tờ giấy, một chữ lớn xuất hiện. Hòa. Đưa cho hắn tờ giấy này, về sau, Ninh Tiêu Giao đã chán nản, khoát tay áo, ra hiệu Vi Thiếu Bân có thể rời đi. Vi Thiếu Bân cầm tờ giấy, trên mặt đều là vẻ không hiểu. Mãi đợi đến sau khi hắn rời đi, Ninh Tiêu Giao mới thở dài một hơi, lẩm bẩm. Cái đại thế này càng ngày càng phức tạp à? Muốn thượng vị, khó, khó, rất khó. Gia chủ Ninh Gia, tồn tại mang ý nghĩa đệ nhất nhân của đại hạ. Ninh Tiêu Giao vì vị trí này đã mưu đồ rất nhiều năm. Thế nhưng là ngay thời điểm hắn sắp thành công, Bùi Minh xuất hiện để vị trí này liên tục xuất hiện những không ít chi tiết cùng biến cố. Đã không có cách nào bỏ đá xuống giếng, như vậy đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi còn tốt hơn là dệt hoa trên gấm. Hôm nay là người của Ninh Chỉ Lôi, ngày sau chưa hẳn không thể là người của ta. Đạo dùng người, ngự hạ chi đạo a. Ninh Tiêu Giao khẽ lẩm bẩm, chỉ có điều trong lời nói lại có một loại vô địch tự tin lan tràn mà ra. Đây là đệ nhất thiếu Yến Kinh trong truyền thuyết, đứng đầu Yến Kinh tứ thiếu hẳn là có giá trị. Hà Gia, Yến Kinh. Gia chủ Hà Gia, Hà Dược Tiến đang tự mình đánh cờ. Đối diện ông ta, Hà Ngọc Đường vẻ mặt nghiêm túc nói ra, gia chủ, lần này tôi đại diện Long Ngục đi Ninh Cổ Tháp một chuyến, ngài bên này có cần dặn dò gì hay không? Con cờ trong tay Hà Dược Tiến dừng lại, sau đó thản nhiên nói, không có chỉ thị mà cũng không có dặn dò. Long Ngục đại biểu là công chính sau cùng của đại hạ. Nếu là đi hội thẩm Ngũ Đường, tự nhiên là công chính công bằng công khai. Chẳng những phải làm được những chuyện này, hơn nữa còn không thể rơi vào tiếng nói của người khác.
Hạ gia chúng ta cùng Bội Minh vốn dĩ là quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu là có một chút thiên vị, không những bất lợi đối với chúng ta, đối với Bội Minh cũng bất lợi. Hà Ngọc Đường một vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, một lát sau hắn tiếp tục nói: Gia chủ, ngài nói Bội Minh thật sự giết chết Trần Nhân Huyền hay sao? Hà Dược Kiếm thản nhiên nói: Cậu nói thử xem. Cùng lúc đó, Cảng Thành cáng cược Bùi Môn. Bùi Bạch Băng vừa mới ngâm tắm xong, đang dùng cao tẩy tế bào chết trên người. Cũng chính ở thời điểm này, chiếc điện thoại di động cũ kỹ mà nàng quanh năm mang theo bên người chậm rãi vang lên. Nhìn thấy điện thoại di động vang lên, Bùi Bạch Băng thần sắc đạm mạc cầm điện thoại di động lên, sau đó kết nối. Có việc gì thì nói đi. Bạch Băng, có chuyện cần em phái tự mình đi một chuyến. Đối diện điện thoại, một thanh âm vàng phần nhu hòa truyền đến. Tư liệu, lát nữa anh sẽ chuyển cho em. Nghe nói như thế, Bùi Bạch Băng hừ lại một tiếng, tích một tiếng, cúp điện thoại. Nhưng là rất nhanh, liền có hạ nhân đưa tới một cái máy tính bảng. Nàng cầm lấy máy tính bảng, nhìn chỉ chốc lát về sau, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Bùi Minh, nghĩ không ra, ngươi cũng có ngày hôm nay. Người đâu, chuẩn bị máy bay. Ta muốn đích thân đi Ninh Cổ Tháp một chuyến. Mà gần như cùng lúc đó, nhân vật đại biểu cho Long Vệ, Long Ngục, Long Điện đều hội tụ tại Ninh Cổ Tháp, trong một tòa biệt thự biệt lập ở ngoại ô Yến Kinh. Giờ phút này, một chiếc Rolls Royce phiên bản kéo dài ngừng lại, sau đó Ninh Chỉ Lôi mặc váy đen đi về phía cổng chính biệt thự. Không cần bất luận trang điểm quá gì, nữ nhân này chỉ là xuất hiện liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Ngay cả một số hộ vệ tâm trí kiên định như sắt, giờ phút này đều vô thức nhìn thoáng qua, sau đó ở trong lòng thầm than một tiếng: yêu nghiệt. Trần Thiên Cương đang ngồi uống trà, giờ phút này để chén quỳ hoa hàng quan lọ trong tay xuống, nhìn không được nghiêng đầu nhìn xem nữ nhân này. Công chúa chân chính, chân chính là kiều mị tới tận xương. Có thể có được nữ nhân như thế này, thật là nằm mơ để có thể cười đến tỉnh. Nhưng là rất nhanh, Trần Thiên Cương đè nén lại cảm xúc dị dạng trong lòng mình, nhìn xem Ninh Chỉ Lôi. Giờ phút này thần sắc lạnh lùng, từng bước đến gần, khẽ mỉm cười. Tiểu bạn học, có chuyện gì hay sao? Trà mới pha của tôi là Đại Hồng Bào Trạng Nguyên vừa từ miền Nam Phúc Kiến gửi về. Một năm cũng không có được mấy cân. Cô vận khí tốt, cùng một chỗ nếm thử ăn. Ninh Chỉ Lôi thần sắc lạnh lùng, không đáp lại lời mời của Trần Thiên Cương, mà đi thẳng tới trước mặt hắn, sau đó chính là trở tay, một cái bàn tay quất ra, pốp. Tiếng bạc tai vô cùng thanh thúy, không những ở trên mặt Trần Thiên Cương lưu lại một dấu bàn tay, còn để lại một vết máu trên khóe miệng của hắn. Hồ vệ bên cạnh, hoặc ngoài sáng, hoặc trong tối xông qua, lại bị Trần Thiên Cương thần sắc bình thản, khoát tay ngăn lại. Hắn rút ra khăn tay, lau đi vết máu trên khóe miệng, vẫn là một vẻ mặt ôn hòa như cũ. Rốt cục là ai đã chọc giận bạn học nhỏ của ta? Cô nói ra người đó, tôi nhất định sẽ giúp cô trút giận. Thời điểm nói ra lời này, biểu lộ của Trần Thiên Cương vẫn đạm mạc như cũ. Trần Thiên Cương, ngươi không cần ở đây giả vờ câm điếc, giả điên giả dại. Chính ngươi đã làm cái gì, trong lòng ngươi không cảm thấy ngại hay sao? Thời khắc này, giọng nói của Ninh Chỉ Lôi không chỉ có uy nghiêm, mà còn có một loại hương vị sắc bén khó tả, dường như muốn trực tiếp đem Trần Thiên Cương chặt thành thịt nát. Trần Thiên Cương giả vờ giả vịt suy tư, chỉ chớp lát về sau mới cười cười nói ra: bạn học cô sẽ không phải là vì chuyện của Bùi Minh mà đến à? Tôi cảm thấy một ngoại nhân không đến mức ảnh hưởng tới tình cảm giữa hai chúng ta. Nghe nói như thế, Ninh Chỉ Lôi chỉ cười lại một tiếng nói ra: người giới thành các ngươi chết, ngươi chết một tên đệ đệ, ta hiểu phẫn nộ của ngươi. Cho nên, thời điểm ngươi muốn dẫn Bụi Minh đi điều tra, ta không hề ngăn cản, ngược lại là ủng hộ ngươi. Bởi vì ta tin tưởng, lấy cách cục thiếu chủ Trần Gia Câu của ngươi mà nói, tất nhiên sẽ đem sự tình xử lý rõ ràng, minh bạch. Thế nhưng là, ta nghĩ không ra, cách cục của ngươi lại nhỏ đến mức vượt qua sự tưởng tượng của ta. Vụ án còn chưa được điều tra, ngươi liền thiết lập ván cục cho Bụi Minh rồi sao? Cuối cùng còn trêu chọc tới Đường Đao Doanh cùng Long Môn chủ nữa sao? Ngươi thực là làm cho ta vui mừng không thôi đó. Lúc nói chuyện, trong con ngươi Ninh Chỉ Lôi, ngoài trừ sự phẫn nộ, càng là có thêm một tia thất vọng. Vốn cho là vị niên trưởng này cũng là một nhân vật
hiện tại xem ra cũng chỉ thường thường mà thôi. Bạn học nhỏ, cô không cần kích động như vậy. Tức giận sẽ khiến thân thể không được tốt. Trần Thiên Cương nhẹ như mây gió mở miệng. Chuyện này từ đầu đến cuối tôi đều chỉ có một mệnh lệnh, chính là theo lẽ công bằng mà làm. Hạ mệnh lệnh này xong, về sau tôi cũng không tiếp tục hỏi đến chuyện này. Cô sao có thể nói tôi thiết lập ván cục này cho họ Bùi chứ? Đối từ một góc độ khác mà nói, hắn xứng sao? Ninh Chỉ Lôi lạnh lùng nói, xứng chứ sao không? Dù sao, anh ta cũng là đại biểu Võ Minh Đại Hạ. Từ một góc độ nào đó mà nói, vị trí anh ta đang ngồi vốn nên thuộc về của ngươi, đúng không? Ngươi liền thực sự hào phóng như vậy sao? Ngươi liền thực sự không có chút căm hận nào hay sao? Trần Thiên Cương thản nhiên nói, một cái đại biểu hữu danh vô thực, tôi tại sao phải căm giận chứ? Rất nhanh, liền sẽ có tên, có thực. Nên chị Lôi ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Thiên Cương. Có lẽ ngay từ đầu, Bùi Minh đối với đại biểu Võ Minh Đại Hạc mấy chữ này cũng không có chút nào thèm quan tâm. Thế nhưng là có người tận lực tìm anh ta để gây sự về sau. Từ cái không quan tâm này cũng sẽ biến thành quan tâm. Người căn bản cũng không biết mình trong lúc vô tình trêu chọc rốt cục là nhân vật gì. Trần Thiên Cương nghe nói như thế, biểu môi khinh thường. Trong ngày thường, dạng mặt hàng này liền tư cách làm bẩn lỗ tai mình để không có. Làm sao đến trong miệng Ninh Chỉ Lôi, tiểu ma cà bông không biết từ nơi nào xuất hiện này, bản lĩnh cứ như vậy mà lớn bằng trời rồi à. Ta biết lời của ta người nghe không vào, nhưng ta vẫn muốn nói. Hiện tại đã không phải là vương triều phong kiến, sự tồn tại cao cao tại thượng của giới thành đã sớm dẫn tới các phương bất bình. Trước đây mọi người không có cớ để nhằm vào giới thành mà thôi, nhưng là hiện tại ngươi nhằm vào một mình Bùi Minh lại nghe theo tiếng nói người khác, ta nghĩ rất nhanh ngươi liền sẽ nếm quả đắng. Trần Thiên Cương lạnh lùng nói, quả đắng sao? Có thể là trái khổ qua gì à? Ninh Chỉ Lôi thản nhiên nói, sau khi hội thẩm ngũ đường, tất cả quyền hành tại đại hạ của giới thành sẽ chấm dứt. Chuyện này cũng mang ý nghĩa mấy chục năm kinh doanh của các người sẽ tan thành mây khói. Trần Thiên Cương, ngươi bây giờ còn không suy tính một chút, sau khi trở về giới thành làm thế nào cho một câu trả lời đây à? Hy vọng ngày mai tác giả ra tiếp, chứ không là ngày mai chúng ta cùng nhau nắc cục. Chưa đến giờ là hết rồi mà tập mà chương mới chưa thấy ra.